tạp chí Time Out của Anh vừa xếp thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí thứ tư trong danh sách 20 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới. Tờ Time Out miêu tả ẩm thực Việt Nam luôn đảm bảo về hương vị với sự kết hợp tinh tế của những yếu tố ngọt, cay, thơm và lạ. Đặc biệt, du khách và người dân có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng và hấp dẫn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo tạp chí của Anh, ngoài các món ăn đường phố như bánh mì, cơm tấm, cháo lòng, thành phố Hồ Chí Minh còn có những nhà hàng đặt sao Michelin, phục vụ các món ăn truyền thống được chế biến một cách sáng tạo. Trong cuộc khảo sát của Time Out, phở là món ăn được nhắc đến nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại miền Nam, món phở thường được ăn kèm với húng quế, rau mùi, tương ớt và tương đen. Danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực ngon nhất thế giới do Time Out bình chọn lần này cũng có sự góp mặt của những thành phố nổi tiếng như Napoli, Ý, Johannesburg, Nam Phi, Lima, Peru, Bắc Kinh, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan.